Đây là bên tòa thị chính, người ta đặt một cái bàn người ta họp nha cô chú anh chị. Rồi sau đó thì có tiệc sinh nhật luôn. Đó, cho nên là mình để cái bình hoa cho nó đẹp. Đã Dung đi mua một bó hoa, xong rồi về Dung xin hoa thêm hoa, hoa Dung cắm thêm đó cô chú anh chị. Quel âge elle a 96. Đây là cái video Dung quay trước cái bữa mà Dung làm tiệc sinh nhật cho bà cụ. Đầu giờ chiều vô thì Dung chuẩn bị làm cơm cho tụi nhỏ nó ăn. Dung đang thắng nước màu đường đó cô chú anh chị. Nước màu ngã vàng thì Dung sẽ cho thịt, hành, tỏi và Dung xào luôn. Mình kho thì mình cũng ướp đơn giản lắm, mình ướp tí đường, tí bột ngọt, tí muối và nước mắm thôi. Thêm một tí xíu nước lọc cho ngập mặt thịt, rồi mình sẽ để đây mình kho. Và Dung thì ăn thịt phải kho cho thiệt mềm, cho nên là Dung sẽ kho lại nhiều lần nước. Mình thêm một tí xíu ớt xay. Dung thích kho thịt bằng cái chảo nhôm này hơn, nên nó hồi nó kẹo lại cô chú anh chị, nó đóng như cái chảo có cái lớp hoành hoành kẹo kẹo rất là ngon. Đó, đây là cái món thịt kho tiêu. Món này mà có rau luộc, rau lang luộc các quý anh chị ha, cơm nóng nha, ăn rất là ngon. Dung thì chỉ thích ăn với chuối xoài hoặc là mình chan nước dừa, ăn cái này cũng rất là ngon. Ở dưới quê Dung á thì thích mấy cái món kho khô như vậy nè. Bây giờ Dung cho tiêu lên, cho hành lá lên. Mà ăn mà thịt kho tiêu kiểu này á, để lên cái chảo nó mới ngon cô chú anh chị ơi. Vừa ăn vừa quẹt á nó mới ngon. Chị này là Dung cắt làm đôi vậy nè. Rất là to. Bây giờ Dung định xào rau muống cô chú anh chị ơi, mà mắc ở bên tòa thị chính người ta họp á, nên làm sao Dung không ăn cơm cùng được, nên là Dung bắt làm đồ luôn rồi thôi thôi. Có cà chua với dưa leo cho tụi nhỏ được rồi. Dung mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ra bàn ăn cơm với gia đình Dung nhé. Xin chào bà cô chú. Con phải phải đi cùng chị tụi mình. C'est moi la cuillère. Xin chào bà cô chú. Tu dis va chercher la cuillère. Combien? Une. Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Dung làm cơm cho tụi nhỏ ăn, chắc cho tụi nó ăn một mình quá. Best. Hôm qua Dung có up cái hình em sắc ở trên Facebook á của chú anh chị, thì em sắc nó nổi đỏ hết người như mì đai vậy đó. Và chụp ngày hôm qua thứ tư là mình không có đưa con đi bác sĩ được, mà đưa vào cấp cứu thì quá trời đông luôn, đợi tới bao giờ. Cái là mình ra tiệm thuốc tây thì người ta nói là không có tắm, rồi cũng không có cho con ra gió đó. Rồi thứ hôm nay là thứ năm thì Dung đưa nó đi bác sĩ thì không có sao cô chú anh chị ơi, thì giống như nó sốt và nó bị nổi cái gì nổi ban á, nó ban đỏ thôi, bác sĩ cho uống sorbitol để cho nó ra cái phong trong người. Năm nay thì tụi nhỏ càng lớn rồi, nó không có chịu đi nhà trẻ nữa, lên nghỉ hè là ở nhà.
ở nhà ăn ngày á, bữa trưa bữa tối không mà nhức đầu với tụi nó luôn á. À, với lại đi họ đi nhà trẻ ở trong trường á, lúc này do nắng quá rồi chú anh chị ơi, nó cũng không có đi nữa, nên là ở nhà mà Dung lắp hồ bơi cho tụi nhỏ rồi. Nó ở nhà thì quay quần rồi chơi với ba mẹ thôi, lúc mà Dung làm thì tự chơi, đọc bài rồi viết, tập viết rồi này kia đó. Năm tới nữa là vô giống như lớp 2 của mình rồi. Je reste avec vous un peu. Ouais. Cool. Sá nó không có ăn hành, mà hồi nãy Dung bỏ hành lên thịt á, Dung múc cho nó có mấy cái cọng lá hành ở trong á, mà nó ngồi nó lựa từng lá. Cái thịt này á, cô nhớ gì ơi, cái thịt này Dung kho, thịt kho làm như thịt kho tàu á, nhưng mà kho cái này á phải kho cho thiệt là lâu á, chứ kho tiêu mà cạn nước à, chế hai lần nước đó cô chú gì nó mới mềm á, chứ mấy á càng kho nó càng cứng á. Giờ là cái mỡ nó còn giòn á. C'est bon? Ouais, trop bon. Nhiều ngon. Va trop dur? Hein? Va trop dur. Cứng không? Ờ. Lô, sao? Va Việt Nam? Ouais. Đấy. Vì bà ngoại nha. Lui cứ hỏi đồ về Việt Nam hoài à. À, Dung nói là bỏ ống heo đi, năm sau nếu mà có dư thì về Việt Nam. À, chứ vé máy bay á là mắc không chú anh chị, tùy cái hãng của chú anh chị mua. Ví dụ mua của Turkey Airlines á thì nó rẻ. À, nhưng mà nhà mình á, ông xã Dung không có chịu đi Turkey Airlines. Tại vì đi Turkey Airlines á là bị mất hành lý rồi này kia, nói nhiều chuyện lắm. Cho nên là mình không có đi. Hôm nay Dung chia sẻ với ông bà cô chú anh chị một cái câu chuyện, đó là bảo hiểm của mình nó ăn gian mình như thế này nha. Thì Dung mua cái bảo hiểm xe nha cô chú anh chị, bảo hiểm xe thì bên này là mình đóng bảo hiểm hai chiều, tức là ví dụ mình lỡ có gây tai nạn cho người ta hoặc là người ta gây tai nạn cho mình thì cả bảo hiểm nó sẽ bồi thường cả hai hết. Thì bảo hiểm bên này là đóng theo năm, một năm vì một chiếc xe của Dung á, là chiếc xe bự của Dung đi á, là Dung đóng hơn 500 euro một năm nha cô chú anh chị. Đó là tầm khoảng nhân cho 27 là hơn 11-12 triệu gì đó một năm. Thì hôm rồi Dung có chia sẻ với ông bà cô chú anh chị á, là Dung đi vô tiệm táo thì có một cái bà đó bảo bà dê ăn sao không biết, bà tông vô ngay xe Dung luôn. Cái xong rồi Dung đưa con qua ngày hôm sau, Dung đưa con đi học thì cũng có một cái bà dê ăn sao, bà tông vô cái đầu xe mình, một người tông đầu một người tông đuôi xe. Thì vì cái người mà tông đầu xe á, thì bà ấy nói là kiểu giống như bà ấy trả tiền cho Dung để Dung đi sửa của chú anh chị khỏi qua bảo hiểm. Tại vì qua bảo hiểm á, là giống như mình bị tông hai lần á, là bảo hiểm nó sẽ giống như tăng tiền, hoặc là có người ta bị tai nạn nhiều lần á, là bảo hiểm nó sẽ không đền luôn nữa, nó không nhận bảo hiểm nữa. Đó thì cái phần đuôi xe thì nó nặng hơn nha cô chú anh chị, sửa là cả ngàn mấy ơ á, thì ngàn mốt ngàn hai gì đó, tổng chi phí đó. Bữa Dung lấy cái phiếu mà Dung quên rồi, Dung quên giá rồi. Thì chia đôi nha cô chú anh chị, đó ta do là ở trong cái bãi đậu xe cho nên bảo hiểm đền là 50-50 đó. Thì mình bảo hiểm của mình trả rồi, nó sửa cái xe của Dung xong. Tại vì nếu mà không sửa xe mai mốt á, là xe mình mà bán trở lại là mất giá trị nha cô chú anh chị. Cái xong rồi mình tháng này mình nhận bảo hiểm thì bảo hiểm một cái vèo tăng lên từ 500 mấy đó lên gần 800 euro cô chú anh chị, là tăng thêm 300 euro nữa. Cái Dung với ông xã Dung mấy coi ở đường ủ sọc tá quả ra không biết hiểu sao hết trơn á. Cái mình mới gọi điện thì họ mới nói là do xe của mình là giống như bị tai nạn nhiều lần, là 5
năm rồi hay năm kia gì nữa mình bị quẹt xe, cũng giống như chạy hai đường hai chiều đó cô chú anh chị, thì cái xe kia bà ấy chạy quá nhanh nó quẹt cái kiến cái xe của mình bị bể đi đó. Thì mình mà ông xã Dung mới nói ủa tao đâu có gây tai nạn đâu, lỗi đâu phải là của mình đó, nhưng mà đền thì đền mà chia đầm đôi đó, cái là họ lên giá mà lên từ 500 lên 300, nhưng mà trong cái phần mà điền cái hồ sơ đó cô chú anh chị, đó là bên bảo hiểm không biết họ làm sao á, mà họ đánh dấu là giống như mình gây tai nạn là cái phần lỗi về mình đó, cho nên là cái bảo hiểm là nó tăng muốn gấp đôi luôn á. Ở cái ông Dung mới kêu ông xã Dung điện bên bảo hiểm thì hỏi bên bảo hiểm như thế nào á, cái họ mới nói cho mình đó là do tai nạn là do mình gây, nhưng mà ông xã Dung nói đâu phải lỗi đâu, cái bắt đầu sửa trở lại á cô chú anh chị, đó là bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe rồi này kia đều lên hết, đó là lên 60 euro nữa ở cho mỗi một hồ vậy, mỗi một cái xe vậy đó. Nhưng mà cái này bảo hiểm của mình tăng cái vèo luôn, cái ông xã Dung mới nói kêu sửa lại, là nó sửa lại là bảo hiểm là lẽ ra là có lên 60 euro thôi chứ không phải lên cái giá tiền như vậy nữa, mai hôm là hố rồi cô chú anh chị ơi. Nhưng bảo hiểm á cô chú anh chị bên này á, bảo hiểm á hả, thiếu họ một tháng hoặc là đóng trễ đi là họ gửi thư về nhà liền, hoặc là trễ quá là sẽ tăng thêm 10% tiền phí nữa vậy đó, giống như cái tiền đó mình phải trả thêm 10% nữa vậy đó. Còn tới hồi mà mình đòi tiền bảo hiểm thì coi không có đòi được đâu, trời ơi. Bảo hiểm là gì mình gọi hay gọi ghẹo ông xã Dung á, bảo hiểm giống như đóng hụi chết vậy, đóng hụi chết vậy đó, cái tiền đó là cái tiền đóng cho không khí á, cái tiền để đóng cái vận may của mình á. Đây là ông xã Dung gọi điện khiếu nại với bên bảo hiểm, nếu cô chú anh chị thì họ sẽ gửi lại hóa đơn cho mình để cho mình đóng bảo hiểm cho năm nay. Quay qua quay lại chứ một cái bảo hiểm rất là nhanh luôn á. Louis nó không có thích ăn cơm nhưng cô chú anh chị, nhưng mà ăn mấy cái món kho như vậy nè, Louis nó ăn được cơm. Chào bà cô chú. Rồi, khách của tôi bố phê. Chị? Đúng. Chị gọi là salad mix hả bà? Giờ là salad mix. Chị đem cái chú này sao? Ah, c'est un verre concombre. C'est un verre. Je t'en prends trop. Concombre, ça. Amère. Non. Non, c'est pas les concombres qui sont amères. Mais c'est quoi? C'est toi qui es amère. Non. Comment on le fait ça? Bán ở nhà hàng nó dị hợm lắm. Mỗi ngày mà Dung cái thịt kho này nè cô chú anh chị, Dung làm buổi trưa để Dung bán cho khách, thì mỗi lần mà kho trước cái thịt này á, mà cái thịt này kho mà ham đi ham lại là nó cứ ngắt rồi cô chú anh chị, không biết là tại thịt là sao á. Ở trưa mình canh sát sao giờ mà khách sắp vô ăn á là mình bán, mình không bán cái thịt kho này, có ngày thì bán không đủ bán, có ngày thì bán toàn là thịt kho có nước á cô chú anh chị. Còn cái thịt kho mà kho tiêu kiểu này á, có bữa là không bán được, mà lúc mà không bán được thì làm gì, nhà mình ăn chứ làm gì, đâu có hâm lại được đâu. Cái này cứ hâm đi hâm lại là nó bị cứng rồi, Dung không hiểu sao, tại Dung không biết làm á chứ. Cái này bởi vì Dung kho là đem lên Dung ăn liền không á, để nguội mà hâm lại cái nữa là nó cứ ngắt. Un peu de poivre. Ah oui, et moi, j'ai mis un peu de poivre. J'en ai pris. Ah, buổi chiều đơn giản vậy là ngon lẹ. Dung cũng xin dừng cái video tại đây, nhưng mà cô chú anh chị và các bạn,
Dung xin chúc cho bà cô chú anh chị và các bạn có một buổi chiều vui vẻ bên gia đình. Chúc cho bà cô chú anh chị và các bạn ăn bữa tối với gia đình ngon miệng nha. Rồi mình tạm biệt ông bà cô chú luôn đi con. Tạm biệt con bà cô chú. Đồng chí cần lắm ạ. Tạm biệt con bà cô chú. Tạm biệt con bà cô chú. Đồng chí cần lắm ạ. Ma fille, il a bien de balai cela pour le mouche. Hein? Il peut prendre. Match égo. Charles, moi. Et vous partagez un beau trois. Un peu le chocolat. Toi. Oui.